khoảnh khắc cuộc đời mời quý vị đến với vùng đất ngọt lành, mộng mơ, đầy quyến rũ, thưởng ngoạn những cảnh đẹp làm say đắm lòng người và cùng trò chuyện với những nhân vật đặc biệt tại vùng đất cố đô. Chương trình khoảnh khắc cuộc đời với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của chuỗi nhà hàng ẩm thực Trần. Xin gửi lời chào bình an đến quý vị. Ngày hôm nay khoảnh khắc cuộc đời mang cho quý vị một không gian đặc biệt, rất Huế, rất tinh tế, hoài niệm nhưng cũng rất trẻ trung. Chúng ta cùng chào đón người đẹp Giang Thanh. Giang Thanh xin kính chào khán giả của chương trình Khoảnh khắc cuộc đời. Mình đến từ thành phố Huế. Và ngay cái tên không cũng rất là Huế rồi. Anh rất là ấn tượng với cái tên Giang Thanh. Nó cho anh gợi nhớ đến dòng sông Hương. Dạ đúng rồi ạ. Ba em là một người gốc Quảng Bình nhưng công tác tại thành phố Huế và rất yêu mảnh đất này. Ba đặt tên em dựa trên tên của dòng sông Hương. Tên của em có nghĩa là một dòng sông xanh. Và chính cái màu xanh đó cũng mang lại cho chúng ta rất nhiều hy vọng. Và em là một cái người đã đi nhiều. Dạ đúng rồi, em có được may mắn được công tác tại Úc 7 năm. Chúng ta sẽ chia sẻ câu chuyện về Úc ở phía sau. Bây giờ quay trở lại với không gian này, chắc chắn rồi chúng ta phải nhắc đến áo dài. Mà Giang Thanh là cũng là một cái người rất là yêu áo dài và đang truyền cho nó một cái sức sống mới. Em nói gì về hai chiếc áo dài? Em đam mê áo dài từ lúc còn rất nhỏ. Hồi đó thì tình yêu áo dài rất đơn giản là em từng ước mơ được là giáo viên. Vì thấy các cô lên bục giảng mặc áo dài rất là đẹp và thướt tha. Thì từ đó em đã rất là yêu áo dài rồi. Có nhiều cái poster đó khi mà chúng ta gửi cho các bạn bè ở thế giới đúng không? Thì một trong cái nét đẹp đó là những thiếu nữ mặc áo dài đi trên cầu Tràng Tiền. Xa xa là những cánh phượng đúng không? Đặc trưng của Huế là những hình ảnh của áo dài nữ sinh Đông Khánh. Đó là hình ảnh rất là nổi tiếng và gần như là đi sâu vào tiềm thức của tất cả mọi người tại Việt Nam. Và có vẻ nét đẹp đó đã làm cho em đau đớn nhiều hơn, muốn phát triển tà áo dài mà đi xa hơn. Và anh được biết rằng em đã cố gắng rất là nhiều để đưa tà áo dài đến nơi mà em đã được đặt chân đó là Úc. Em thấy một cái điều mà rõ rệt đó là ở Việt Nam thì rất là thoải mái, mọi người có thể là mặc áo dài rất là nhiều dịp. Nhưng mà sang nước ngoài thì hầu như là cực kỳ hiếm dịp có thể mặc áo dài. Mình cảm thấy là khi mà khoác áo dài lên nói gần như là lạc lõng ấy, thì em dần có cảm giác là rất là thèm được mặc áo dài. Và cũng may mắn được tham gia nhiều cuộc thi. Sau đó thì em cũng có một bạn trẻ, hai chị em cũng cùng một chỉ hướng là cùng niềm khát khao được mặc áo dài trên đất bạn. Tụi em cùng thành lập ra một cái công ty nhỏ tên là Việt Trang để mặc áo dài từ Việt Nam sang Úc. Em nói em có tham gia một cuộc thi và có một thành tích nho nhỏ. Quý vị cũng cần biết cái thành tích đó nhỉ? Năm 2017 thì Miss Áo Dài Quốc tế tổ chức tại Melbourne, Úc. Em cũng chính vì cuộc thi là Miss Áo Dài, em đơn giản chỉ vì cái tên thôi. Em tham gia cuộc thi với tâm thế cực kỳ là thoải mái, cũng không hy vọng gì nhiều. Nhưng may mắn thì lại nhận được hai giải, một là Á Hậu Ba và hai là Hoa Hậu Khả Ái. Có thể coi đó là một khoảnh khắc đẹp đúng không? Dạ, cũng có thể coi là khoảnh khắc đẹp và khá là gọi là đáng nhớ trong cuộc đời của em. Bây giờ trong khoảnh khắc này, nếu mà được kể một khoảnh khắc mà em nhớ nhất trong hành trình đến với tà áo dài, đặc biệt là áo dài Huế, thì em sẽ ghi nhớ khoảnh khắc nào? Khoảnh khắc được nhận giải thì đối với em cũng rất là đáng nhớ. Nhưng mà đáng nhớ hơn thì là khoảnh khắc em được trình diễn bộ sưu tập đôi tay của em tại Huế. Vậy thì đến với cái áo dài của riêng Giang Thanh thì em đã phải ấp ủ rồi xây dựng nó thế nào? Sau khi em về lại Việt Nam để lập nghiệp, được tham gia lựa áo dài vào cuối năm 2020 thì lại gần như là lựa nghề lại được nhen nhóm lại. Thì cũng chính lựa áo dài đó cho em nhận thấy rằng là tình yêu của mình còn quá lớn, nên em quyết định ở lại Huế để thành lập một công ty về sự kiện văn hóa và áo dài. Thì vào tháng 3 đầu năm ngoái, em có tổ chức một đêm nhạc cùng với Hồ Kiến Trúc Sư từ Sài Gòn về. Và đó cũng là đêm nhạc mà em có cơ hội được trình diễn bộ sưu tập đầu tay của em, là bộ sưu tập áo dài về sen. Mà Việt Nam á, hoa sen là cúc hoa, áo dài cũng là cúc phục, mà em kết hợp nó lại thì chắc chắn là nó có rất là nhiều cái điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Với một người trẻ như Giang Thanh thì em đặt yếu tố gì lên hàng đầu khi tiếp cận với tà áo dài? Khi mình muốn bảo tồn và phát triển thì phải tiếp cận tới giới trẻ là nhiều nhất. Chính xác. Tại vì chính người trẻ là cái người sẽ nối tiếp đúng không? Các bạn sẽ là thế hệ giúp mình nối tiếp và phát huy mạnh hơn. Nếu muốn tiếp cận với giới trẻ thì mình phải dùng cách trẻ. Và những chất liệu mà Thanh dùng á, thì đa phần là những chất liệu mà các bạn trẻ rất thích. Ví dụ như là chất liệu linen, tơ
Và dùng những áo thì đang mặc á, thì lấy ra chất liệu sa. Thì mỗi cái bộ áo dài là một tác phẩm kết hợp giữa Thanh cùng với một họa sĩ hoặc là một nghệ nhân theo. Thì Thanh cảm thấy đó là một cái điều mà nó rất là ý nghĩa đối với Thanh luôn. Mình tiếp nối những cái gì mà gần như là bây giờ đã còn rất là ít người quan tâm tới. Khi mà làm áo dài á, Thanh cũng chú trọng tới vấn đề kinh tế. Tức là làm sao để bộ áo dài mình nó, cái mức giá nó phù hợp nhất, không quá cao. Và Thanh cũng không đánh mạnh là áo dài thiết kế thì phải lấy tiền thiết kế. Anh còn được biết là em tối giản nó đi có là nó tiện hơn á. Dạ. Ví dụ chúng ta có thể mặc như tôi ở đây, tôi có thể mặc quần tây đúng không? Dạ đúng rồi. Và khoác một chiếc áo dài nó rất là vừa vặn và nó có cảm giác mình thoải mái. Như vậy là cái sự trẻ trung đơn giản và nó tiện dụng cũng là một cách mà Thanh hướng đến đúng không? Dạ chính xác. Thì em hướng tới là áo dài không chỉ mặc đi các lễ hội mà áo dài các bạn có thể mặc đi hàng ngày luôn. Đi cà phê với nhau nên đa phần là em hướng tới cách tân là nhiều. Như tôi lúc mà tôi bước vô cái nơi mà của Giang Thanh thiết kế thì Giang Thanh đưa cho tôi chiếc áo, tôi mặc chưa đầy 3 phút. Rất là đơn giản. Dạ đúng rồi. Như vậy chính cái sự đơn giản đó, cái sự nhanh gọn đó nó cũng là cái tính của thời đại đúng không? Nhưng mà trong nó thì vẫn giữ cái hồn cốt. Dạ. Thì dù có cách tân như nào nữa thì mỗi cái form dáng áo Thanh cũng cố gắng là giữ form chuẩn. Ví dụ như ngũ thân thì Thanh có thể phá phối mảng màu khác nhau nhưng mà giữ đúng form ngũ thân của nó. Giữ những nguyên tắc căn bản, năm nụt, năm thân thì những cái đó Thanh cũng rất là chú trọng. Chúng ta nếu mà theo dõi các phương tiện truyền thông thì cách đây không lâu chúng ta sẽ nói về nhiều về mặc trang phục, áo dài của nam, nữ đến công sở. Bạn nghĩ gì về cái việc mà thành phố Huế đã quyết định làm cái điều đó ở trong các công sở để mang áo dài gần hơn trong đời sống hàng ngày? Bản chất thì người Việt Nam mình từ ngày trước áo dài là thường phục, chứ không phải là bây giờ mọi người hình tượng hóa quá, nam nữ ai cũng mặc, kể cả các cô bạn ngoài trời có cũng mặc áo dài. Thành thử là bây giờ mọi người bình thường hóa trang phục đi đưa vào công sở nhiều hơn, đưa vào trường học nhiều hơn. Thành cảm thấy là đó là một trong những cái bước tiến rất là hay, rất là tốt cho Huế. Bây giờ chúng ta nhắc lại một chút về nước Úc xa xôi. Và Giang Thanh đã có dịp đặt chân đến đó. Và như anh được biết là em rất đau đáu muốn mang áo dài đi xa hơn. Thời kỳ em mới đưa áo dài sang Úc thì đa phần chỉ là mang áo dài đi trình diện. Em mang đi diện khắp tất cả các thành phố tại Úc mà không có một yêu cầu nào cả. Và em chấp nhận mang áo dài đi diện miễn phí. Miễn sao chương trình nào mà cho mình một cái số trong đó là mình đi diện. Hiện tại thì Vietjam đã được quan tâm ở tại các nước bạn như là Mỹ, Pháp và Đức. Thì Thanh hy vọng rằng là thương hiệu này sẽ đi được nhiều nước hơn, lan tỏa được rộng hơn. Càng nghe Giang Thanh chia sẻ thì anh thấy tình yêu của em dành cho áo dài rất là lớn. Nhưng mà đến hôm nay thì mọi việc nó đã khá hơn anh chưa? Tại vì thật sự mà anh nói nha, để một cái hành trình, một cái thương hiệu đi xa nó vẫn phải có cái nguồn lực để thu về, đúng không? Và em đã có những cái tín hiệu tốt trong năm mới để kể cho mọi người nghe chưa? Dạ có. Thật ra thì trong vòng từ 3 tới 4 tháng vừa rồi, khi tụi em đã tìm hiểu được khách hàng của mình thực sự cần gì, nhu cầu và cái tính thẩm mỹ mỗi đất nước khác nhau. Mình biết là khách hàng thích chất liệu gì và mình sẽ thiết kế dựa theo cả nhu cầu khách hàng. Gần như là hàng tháng thì sẽ có một cái lượng khách hàng nhất định, khách hàng mua áo dài và thuê áo dài để chụp hình tại các nước bạn. Vậy thì cho anh hỏi là cái khó khăn nhất của em đến hiện nay là gì ạ? Nếu mình chỉ khư là thiết kế của tôi là như vậy, bạn mặc được hay không là việc của bạn, thì mình sẽ chỉ giữ được thiết kế của mình nằm ở tại một đất nước thôi. Nhưng mà để có thể phổ dụng được áo dài trên tất cả mọi miền á, thì mình bắt buộc phải có cái sự linh hoạt. Ví dụ ở tại Úc nó sẽ khác nhau, tại Mỹ sẽ khác, tại Đức sẽ khác. Mình phải thoải mái và linh hoạt thoáng hơn một xíu trong cả cái tà áo dài của mình. Vậy thì anh nói là cái thu nhập ấy nó sẽ không được cao, đúng không? Dạ đúng rồi. Em muốn giữ cái độc bản, cái nguyên bản đó. Như vậy thì mình cũng giữ luôn cả cái việc mà chúng ta không có thể là mang lại cái lợi nhuận cao. Dạ chính xác. Thường một màu áo á, em sẽ đi từ 1 đến 3 chiếc là maximum. Tại vì mình vẫn muốn là khách hàng của mình cầm trên tay một bộ áo dài thiết kế thì nó vẫn có một gì đó nó đặc sắc và nó đặc biệt. Vì giá áo em cũng làm một mức giá cực kỳ hợp lý nên là cái mức thu nhập mà mình lấy được từ một bàn thiết kế nó không nhiều. Nhưng mà cũng chính vì mục tiêu là quảng bá, thành thử ra là mình phải chấp nhận cái vấn đề là cái thu nhập nó sẽ không được như những cái sản phẩm khác. Vậy đáp lại em được gì? Cái niềm vui của mình là mỗi khi mình thấy khách mặc áo dài, mỗi khi mình thấy một cái show trình diện áo dài trên đất nước bạn, niềm vui của em đơn giản chỉ là thấy nó được lan tỏa và nhân rộng, thì mình cảm thấy nó là một sự bù đắp và là một cái thành quả, một kết quả mình muốn nhận được rồi.
Ngay bây giờ thì để chúng ta cảm nhận vẻ đẹp của tà áo dài, chúng ta cùng đi tham quan và nhìn ngắm những bộ áo của Giang Thành đã thiết kế. Chúng ta cùng thưởng thức nhé. Gallery Lạc à Huế, một không gian đậm chất truyền thống Huế, nơi lưu giữ những giá trị phía sau những điều tưởng chừng là xưa cũ, nơi trưng bày cổ phục, những chiếc áo dài từ truyền thống đến hiện đại, nơi cất giữ tâm huyết của những người con yêu văn hóa Huế, nơi trải nghiệm những ký ức, kỷ niệm của quá khứ để viết nên câu chuyện của tương lai. Lạc à Huế mang đến cho người ta cảm giác vừa thân quen, vừa gần gũi, nhưng lại rất sang trọng, lại rất hữu tình. Quý vị thấy thế nào ạ? Cái không gian mà chúng ta vừa được ngắm nhìn nó do chính Giang Thành thiết kế. Anh rất là thích cái sự tinh tế của em đặt vào cái vị trí không gian này. Em cảm ơn. Mỗi cái bộ áo đặt ở đâu hay là không gian như nào thì em cùng với là cộng sự một nhóm để thành lập nên cái gallery mà mình đang ngồi đây. Ai cũng muốn có một cái mục tiêu là sẽ lan tỏa cái tình yêu văn hóa đến gần hơn với tất cả mọi người và nhất là giới trẻ. Đây gần như là một địa điểm mà tụi em muốn các bạn trẻ có thể đến cùng chia sẻ, cùng học hỏi, giao lưu. Và chất in nữa. Dạ, và chất in tất nhiên rồi. Không thể thiếu đâu. Dạ. Nói gì thì nói là chúng ta vẫn phải hướng đến các bạn trẻ. Đúng rồi. Các bạn tới đâu bây giờ luôn luôn có chiếc điện thoại trong tay. Và các bạn cũng muốn khoe cái vẻ đẹp đó đúng không? Thì chúng ta tạo ra cái không gian đó đúng không? Trước khi đi sâu vô để tìm hiểu kỹ hơn những tà áo dài đẹp thì chúng ta cũng tạo ra một không gian đẹp. Dạ đúng, chính xác. Và đây là một không gian như vậy. Quan điểm của Thanh thì trước khi muốn lan tỏa tình yêu, trước khi mình muốn ai yêu một cái gì đó thì phải để cho họ hiểu hơn đã. Bản chất giữa các mối quan hệ hay là tất cả mọi thứ đều theo một nguyên lý là hiểu rồi mới yêu. Và ngày hôm nay đến với khoảnh khắc cuộc đời, quý vị cũng đã hiểu Giang Thanh nhiều hơn. Còn bây giờ mà có một điều gì đó mà khán giả chưa hiểu về em là điều gì? Thật ra thì Thanh rất muốn chia sẻ là đối với một người trẻ như Thanh, hy vọng rằng là có thể đóng góp được những cái gì mà nhiều nhất có thể mình có thể làm, giúp cho giới trẻ và tất cả mọi người có thể yêu áo dài hơn. Hy vọng rằng gallery có thể góp được một phần nào đó để các bạn trẻ muốn tìm hiểu, muốn chinh phục áo dài thì có thể đến đây và gặp Giang Thanh. Càng gần hơn, càng dễ hiểu hơn, càng sâu sắc hơn thì chúng ta có thể đến với Huế. Và đến với Giang Thanh có một cơ sở anh nghĩ là rất là ấm áp, tinh tế. Và nơi đây chứa đựng rất nhiều tinh thần mà Giang Thanh muốn đặt vào đó. Quý vị hãy đến Huế và một lần nào đó ghé nơi mà Giang Thanh đã bày biện ra. Tôi nghĩ là quý vị sẽ bị chinh phục mất thôi. Nếu mà có một ước muốn cụ thể nhất, gần nhất cho bản thân mình, cho tà áo dài mà mình cùng các công sự của mình, thì em sẽ nói gì với quý vị khán giả? Sau năm mới thì thật sự Thanh rất mong rằng bản thân cá nhân của Thanh sẽ làm tốt hơn cái nhiệm vụ vai trò mình đang làm, là làm tạo ra các sản phẩm áo dài đậm chất truyền thống nhưng mà cũng đến gần được với các bạn giới trẻ. Tiếp theo là Thanh mong rằng địa điểm Gallery Lơ Ác à Huế là một địa điểm mà các bạn trẻ sẽ quan tâm nhiều hơn, đến đây cùng chia sẻ, cùng giao lưu học hỏi về áo dài, về văn hóa Huế. Ngoài ra thì mong rằng một cái ước muốn mà không bao giờ dừng lại là mong tà áo dài Việt Nam sẽ đi xa hơn và lan tỏa rộng hơn. Đó cũng là ước muốn của những người làm chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Ngay khoảnh khắc này, chúng ta đã nghe những khát khao, những mong mỏi của Giang Thanh. Đó cũng là những cái điều ước của một người trẻ. Như Giang Thanh nói thì không còn trẻ nữa, nhưng mà tôi qua cuộc trò chuyện thì tôi thấy cái sức trẻ, cái sức sáng tạo của bạn còn nguyên vẹn ở đó. Hy vọng là các bạn trẻ cũng đồng hành với Giang Thanh để đưa tà áo dài đi xa hơn. Và khoảnh khắc này, chúng tôi cảm ơn quý vị đã luôn luôn đồng hành và yêu mến Khoảnh Khắc Cuộc Đời vào khung giờ quen thuộc 22:45 trên HTV9. Còn bây giờ, chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.